FPT Smart Home, nâng tầm phong cách sống. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset và kết nối công tắc thông minh của FPT Smart Home nhé. Ở đây thì hiện tại trên tay mình đang có một chiếc công tắc vuông đen 4 nút này. Trên vỏ hộp nó ghi cái thông số này, nó rất là chuẩn Zigbee nhé. Thì ở đây mình sẽ có hai mẫu là mẫu màu vuông này, và một mẫu nữa là mẫu hình chữ nhật. Đây. Thì cách kết nối nó sẽ tương tự nhau, chỉ khác nhau về cái phần mẫu kích thước là vuông của chữ nhật thôi. Bây giờ mình sẽ tháo ra công tắc ra nhé, để xem trong hộp có gì nhé. Một đôi vít. Đây, công tắc là công tắc màu đen nhé, 3 nút. Thì các bạn có thể lật trên mặt sau này, thì nó có các thông số như này, dây LL này, ngõ vào ngõ ra này, chuẩn Zigbee này. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo chiếc mặt kính công tắc ra nhé. Đây. Thì các bạn lưu ý là không nên giật trực tiếp này, không giật trực tiếp như này. Thì các bạn để ý ở đây, nó sẽ có các lẫy, hai bên đều có lẫy. Nhưng tuy nhiên mình nhìn ở mặt sau bên trái thì nó sẽ có phần khuyết này, đây, phần khuyết này. Đó. Thì sẽ có hai cách tháo. Cách đầu tiên là các bạn sẽ dùng cái má ngón trong tay phải này, là tay trái, ngón cái tay trái, bạn đẩy ở đây, kịch ở đây. Đó, sau bạn nhấc lên, công tắc nó sẽ mở ra. Đó, tương tự. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn thấy nhé. Giữ ở đây, đẩy ra, đẩy lực mạnh ở đây, cạnh vào cái lưng viền này, tháo ra, nhấc lên, và đóng lại. Cách thứ hai là nằm ngửa lại. Thì cách thứ hai thì ngửa ra thì mình sẽ dùng lực ở bên này. Đó, mình sẽ đẩy lực này, giữ tay ở đây, mở ra. Được, rất là dễ dàng. Thì các bạn tránh lưu ý là không giật ra nhé, giật ra nó sẽ bị gãy cái lưỡi phần này. Đấy, nó sẽ có cách tháo riêng này. Đó. Ừ. Tiếp theo là sẽ là đi phần đấu nối. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc bút thử điện hai có đầu hai cạnh như này, hoặc là một chiếc tút vít có hai cạnh để mình có thể xoáy các phần domino để mình tí nữa mình sẽ đấu dây điện vào. Và một cái xích cắm này để chờ ở đây. Thì mình đã có đấu hai dây sẵn là dây trắng và dây đỏ để tượng trưng cho là dây lửa và dây nguội. Các bạn đầu tiên xác định ở đây ổ cắm cho mình. Thì đối với trên thi công ở các công trình ấy, thì ở cái mặt công tắc nó sẽ có nguồn nóng và nguồn lạnh. Thì các bạn xác định bằng bút thủ điện nhé, hoặc là có đồng hồ thì có thể dùng đồng hồ. Thì ở đây mình sẽ xác định này, đây đèn sáng này, đây đèn sáng này, các bạn thấy không, nháy này, đây là dây lửa nhá. Thì tí nữa thì mình sẽ cắm cái dây này sang bên này, đây, chính là dây lửa đây. Thì các bạn nhìn được cái bảng điều khiển đằng sau công tắc ấy có ghi rất rõ ở đây, nhà sản xuất đã ghi rất rõ ở đây. Đây mình sẽ zoom cho các bạn thấy, đây có dây L này, dây N này, 1, 2, 3, dây cho ra ba đèn 1, 2, 3. Thì cái này N đây sẽ tương ứng đây là dây nóng, phần N đây là dây nguội hay còn là dây mát đây chờ đấy. Và tiếp theo là L1, L2, L3 là ba đèn, đèn 1, 2, 3, 1, 2, 3 tương ứng. Thì các bạn sẽ đấu nguồn vào cái mục này là dây nóng này, dây nguội này. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng cái bút thử điện nhé, nó có cái phần hai cạnh này, để mình xoáy cái phần domino ra. Đấy, các bạn nhìn thấy này, xoáy ra nó sẽ lùi ra. Thì tí nữa mình sẽ kéo được cái dây vào. Tiếp theo sẽ nối kéo được cả dây nữa. Thì tại vì ở đây mình sẽ không đấu đèn, cho nên mình sẽ đấu hai lần thôi. Đối với các công trình thì tại công trình ấy, các bạn sẽ ấn đấu thêm dây đèn 1, 2, 3 đây. Còn mình sẽ đấu ở trung mát. Đây. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ đấu dây lửa trước nhé. Các bác cắt dây làm sao để cho cái tiết diện, cái kích thước ấy, khi bị nhét ở đây này nó sẽ không thừa ra ngoài, để tránh trượt và chập với các dây khác. Bây giờ mình sẽ xoáy vào nhé. Video này mình sẽ để là khá dài, để làm chi tiết để cho mọi người có thể nắm được. Đó, mình sẽ siết chặt cho nó sẽ không tuột ra. Excel là đến phần dây nguội hay còn gọi là dây mát. Xếp kéo ở này. Các bạn sẽ nhìn được cái mạch tương ứng ở đây để mình xác định được. Như vậy là mình đã đấu được nguồn ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho nó nhé. Thì mình sẽ tháo cái phần mặt này ra để cho các bạn
nhìn được kỹ hơn đây. Đúng không? Đây mình sẽ cấp nguồn này, bên này mình đánh dấu là nửa này, sẽ cắm vào đây đó. Thì công tắc sẽ sáng lên như này đó. Sáng lên này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn reset nhé. Thì đối với công tắc này nó sẽ có công tắc là công tắc 2 nút, công tắc 3 nút và công tắc 4 nút. Thì mình có thể thực hiện reset bằng cách như sau. Mình sẽ thử thực hiện bằng 2 nút. Bước đầu tiên là mình sẽ giữ cái nút 1 này. Sau đó là mình sẽ nhấn nhả cái nút số 2 liên tục 3 lần đến khi đèn nó kêu tít một cái, nhấp nháy thì là kết reset thành công. Thì nha, mình sẽ thử lại cho các bạn này. Bước 1 giữ ở đây. Rồi nhấp nhả 3 lần. 1 2 3 đó, thì nó reset như này, là đang reset thiết bị. Sau khi nó hết nháy xong là sẽ tắt đi. Em chia để đây, rồi thì là đã reset thành công. Bước tiếp theo chúng ta sẽ kết nối cái công tắc này vào bộ trung tâm. Thì ở đây mình đã có một bộ trung tâm FPT Playbox S sẵn rồi này, mình sẽ kết nối vào nha. Kết nối công tắc này để điều khiển vào bộ trung tâm. Thì chúng ta có cần một chiếc điện thoại. Đây mình có một chiếc điện thoại này đó. Thì mình sẽ mở cái ứng dụng RoboLine lên. Thì ở đây mình đã thêm các thiết bị trung tâm sẵn đây rồi. Thì cái phần này nó sẽ cho mình xóa cái sách hướng dẫn, nó đã nắm rõ rồi. Thì để kết nối chúng ta sẽ truy cập vào cái mục là dấu cộng ở góc bên trái này, ở góc bên phải này. Mình để ý này, hơi lóa. Đây mình sẽ tí nó sẽ mình skim màn hình như này. Đây các bạn chọn đây, các bạn chọn vào thiết bị lập thiết bị này đó, chọn vào Zigbee, sau đó chọn vào cái USB Zigbee mà muốn lựa chọn. Thì đây mình sẽ chọn cái thiết bị ở đây, thì là cái Zigbee trên này đó. Sau đó bạn đã chọn đúng cái công tắc đó. Thì lúc này nó sẽ thiết bị nó sẽ tìm kết nối để trên thiết bị công tắc này. Thì mình tự tự là mình reset để bật chế độ kết nối lên. Thì mình chọn nhấn phím số 1, nhấn liên tục phím số 2 đó. Thì lúc này cái trên điện thoại sẽ tìm thấy thiết bị công tắc đó. Đây mình sẽ chọn cài đặt ngay này. Rồi mình sẽ thêm một cái mục phòng ngủ phòng khách bất kỳ. Ở đây mình sẽ thêm từ phòng ngủ nhé. Đó. Như vậy là các bạn đã kết nối thành công rồi. Thì từ đây mình sẽ có thể điều khiển ở đây công tắc này, công tắc 3 nút này. Đó. Nút 1, 2, 3 ở đây. Đây 1 này, 2 này, 3 này. Đấy nhớ, nó cũng phản hồi trạng thái nhé, chậm trạng thái này, 2, 3, 1 này. Đấy, được chưa? Đó. Thì từ đây thì các bạn có thể đổi tên các thiết bị này tương tự như nút 1 là tên là gì, nút 2 tên là gì. Đây là nút 1 mình sẽ ghi là đèn bếp. Đó. Đây sẽ là đèn hát bếp chẳng hạn. Cái này mình có thể tùy tiến, mình lắp ở khu vực nào thì mình sẽ đặt tương tự nhé. Là quạt hút mùi đi. Đó, sau khi mình đổi tên thì mình sẽ lưu lại cập nhật lại. Đó. Đây, tương ứng cập nhật này. 3, 2, 1. Nó sẽ tắt hết. Đó. Là bật lên bếp này, tắt trần. Như vậy là các bạn đã kết nối chỉ công tắc và lắp đặt điều khiển thông qua app này nhé. Ngoài ra thì mình có thể điều khiển thông qua giọng nói nữa. Thì mình có thể đặt tên ở đây. Ví dụ như ở đây là mình sẽ đặt là đèn quạt hút mùi đi, hay là đèn hắt trần bếp đi. Mình sẽ đặt tên nhé. Ok Google, tắt đèn hắt trần bếp. Thì cái nút số 2 này sẽ tắt này. Đó. Ok Google, bật đèn hắt trần bếp. Ở trên điện thoại nó cũng cập nhật luôn nhé. Đó. Tất nhiên là được đang bật đèn bếp lên. Thì đối với chiếc công tắc hình chữ nhật thì mình sẽ cũng làm tương tự như vậy. Và đây phần cuối này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tháo lắp đối với công tắc chữ nhật nhé. Thì đối với công tắc chữ nhật thì nó sẽ khác một chút, tại vì là cái mâu nối nó sẽ nằm ngay như này, thì cái lưỡi nó sẽ nằm ở bên này, nằm ở bên phải công tắc này. Thì mình sẽ để ý là từ bên này này, mút 2, 3, 4 thì mình sẽ tháo đẩy lực bên này. Các bạn để ý này, đó, tháo ra.
Đó, mình lắp lại. Ra. Các bạn lưu ý là sẽ không được dứt nhé, một lôi trực tiếp ra sẽ bị gãy. Thì gần kết nối của thiết bị công tắc 4 nút hình chữ nhật thì nó sẽ tương ứng với nút 3 nút của hình vuông. Mình sẽ lắp lại cái nắp này. Lại cái nắp một chút cho các bạn nhìn thấy là nó sẽ rõ hơn. Đây.